Shin Min A lộ bụng lùm lùm khó chối cãi chuyện mang thai, sắp có đám cưới thế kỷ với Kim Go Bin. Hơn nửa thập kỷ bên nhau, Shin Min A và Kim Go Bin là một trong những cặp đôi được fan mong ngóng sớm về chung một nhà nhất. Tuy nhiên có lẽ vì nôn nóng quá mà những dịp Shin Min A xuất hiện trước công chúng với vóc dáng hơi tròn trĩnh một chút là fan bắt đầu đoán già đoán non xem liệu nữ diễn viên đã mang thai hay chưa. Mới đây nhất, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Shin Min A đón Giáng sinh cùng địa điểm với Kim Go Bin. Điều đáng nói là cô nàng để lộ bụng to lùm lùm khiến dân tình dần dần đồn đoán rằng nữ diễn viên đang mang thai. Một số bình luận của cộng đồng mạng: bụng chị nhìn như đang có bầu ấy, chị yêu mang bầu rồi nè, Shin Min A có em bé hả, vòng 2 bất thường quá. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán của khán giả, thực hư thế nào phải đợi người trong cuộc lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân xứ Hàn vướng nghi vấn mang bầu, nhiều người nhận xét cách lên đồ của Shin Min A cũng dễ gây hiểu lầm. Lật lại lịch sử thời trang của cô có thể thấy, đã không ít lần Shin Min A mắc lỗi chọn hay phối đồ quá cồng kềnh, thành ra luôn khiến vóc dáng kém thon gọn hẳn. Những bộ váy dài màu đen dường như không giúp Shin Min A đạt được mục đích hách dáng nhỏ gọn, âu cũng là vì cô chọn sai chất liệu và kiểu dáng trang phục. Shin Min A cũng hay chọn trang phục có họa tiết dày đặc cộng thêm việc cô thích phối với quần tất màu đen, chukki boot hay guốc đế cao nên tổng thể nhìn rất ngột ngạt. Khi diện những mẫu váy ôm dáng midi, Shin Min A lộ ngay dáng lưng dài, eo chữ nhật nên nếu muốn diện kiểu váy này có lẽ cô nên chọn những tông màu trơn nhẹ nhàng nhã nhặn và có điểm nhấn eo tinh tế. Mối nhân duyên của Shin Min A khi mix chân váy với áo cũng chẳng khá hơn là bao. Cũng không hiểu nguyên cớ gì mà stylist luôn để áo sơ mi của nữ diễn viên lùng bùng ra ngoài, phồng lên ở trước bụng, làm hình ảnh của cô kém chỉnh chu thấy rõ. Cách đây không lâu, một khán giả Trung Quốc đăng loạt ảnh hình chụp lên mạng xã hội, tiết lộ đã tình cờ gặp đôi nghệ sĩ Hàn tại một tiệm cà phê ngoài trời ở Paris. Hai ngôi sao ngồi bên nhau thi thoảng trò chuyện, lướt điện thoại, cả hai đều mặc trang phục rộng rãi đơn giản. Shin Min A và Kim Go Bin thường hẹn hò tại nước ngoài, giống như những cặp nghệ sĩ khác đã công khai chuyện tình cảm, họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau ở các khu du lịch, tiệm cà phê, họ còn đồng hành cả trên màn ảnh. Đầu năm nay, hai người nhận lời mời đóng hai vai trong bộ phim truyền hình Omnibus của đài TVN Our Blues. Kim Go Bin và Shin Min A công khai mối quan hệ vào năm 2015 sau lần gặp gỡ trong quá trình quay quảng cáo. Theo thời gian, tình cảm của cặp sao ngày càng bền chặt, đặc biệt sau giai đoạn Kim Go Bin phải chống chọi với căn bệnh ung thư vào năm 2017, Shin Min A trở thành nguồn sức mạnh chính của Kim Go Bin trong suốt 4 năm anh điều trị bệnh. Nhờ sự động viên đồng hành của bạn gái, Kim Go Bin đã hoàn thành quá trình điều trị, hiện sức khỏe tốt. Cuối năm ngoái, anh tuyên bố trở lại showbiz. Kim Go Bin ra mắt với vai trò người mẫu trước khi bén duyên với vai trò diễn viên trong phim truyền hình White Christmas. Sau khi đóng phim Phẩm Chất Quý Ông, tên tuổi của anh càng hot hơn. Với School 2013, Người Thừa Kế, Kim Go Bin đình đám trong showbiz. Năm 2016, anh đóng vai chính trong phim Yêu Không Kiểm Soát, sau đó là Master. Shin Min A sinh năm 1984 và khởi nghiệp với vai trò người mẫu diễn viên. Cô được biết đến qua các bộ phim truyền hình A Love to Kill 2005, My Girlfriend is a Nice Stylish Fox 2010, Aaron and the Margaret Race 2012, Oh My Venus 2015 và Tomorrow With You 2017, Hong Chau Cha 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 2021. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu cho tạp chí Tuổi Teen Kiki vào năm 1998. Kể từ đó, cô trở thành một trong những mẫu nữ được yêu thích nhất trên các bìa tạp chí Hàn Quốc.